Con cảm ơn bác ạ. Con hỏi câu 6 ạ. Thưa bác, chư Phật thì hằng hà sa số. Đâu phải có Đức A-di-đà vậy, khi Đức Phật dạy niệm Phật là thực chất, Đức Phật dạy về điều gì ạ? Phật mẫu vị Phật dạy về giác ngộ giải thoát thôi. Nói đúng ra nguyên tắc của Phật là toàn giác, biết hết. Biết hết trong cái đất này. Rồi tam giới, Phật giới, càn khôn vũ trụ là gọi là giác, giác ngộ, biết hết, giải thoát ra ngoài cái sinh lão bệnh tử này, trở về Phật giới là cái nơi không sanh lão bệnh tử, có đơn giản vậy thôi. Có nghĩa là ở trong thế giới vật chất thì phải đi theo thế giới vật chất, muốn không có theo thế giới vật chất thì phải đi về Phật giới. Sống điện từ quang một cực thì nó không có cái hơn thua, không có tranh giành. Còn ở đây là điện từ âm dương, tranh giành hơn thua đủ chuyện hết. Đó, mình không thể thoát được đâu. Mình hiểu cơ bản này thì mình mới đi dạng cái đạo Phật được. Còn không hiểu thôi đừng có đi. Thà là ở nhà đi, đừng có đi nói. Nói rồi, nói người ta làm sai. Mình làm sai, một trăm người làm sai theo mình rồi sao đây? Thì mang cái quả vào thân đó. Rồi cháu hỏi tiếp đi.